lấy đi chứ để lâu kìa, Dạ. là hắn to đấy, là hắn làm cái lỗ chân lông to lắm, sao không có trị được cái lỗ chân lông đó. Nó tài đâu. Nhìn ra ngoài rồi định hướng nhìn vô trong mà hơi lặng lắm. Thank you.
Một ly giống một ống dế nhà mình. À, dế nhỏ hơn. Nghiêng người qua xíu nữa được không? Xà lát cái xà lơ không thấy được, hai ngón tay chai mất rồi, đưa vô đâu được, cắn đụng mặt tắt nữa.